đang ở Thái Lan các bạn, vừa đáp chuyến bay vừa xuống luôn. Bây giờ là mình đang đi tàu điện ngầm qua đi qua trung tâm các bạn, đi mua cái vé nè, đi tàu điện ngầm nè. Là cái vé này như nhiêu tầng? 45 bạc đúng không? Đó là 45 bạc các bạn, đừng đi taxi chi mất tiền, đi tàu điện ngầm xong rồi mình tới một cái trung tâm nào đó mà gần cái khách sạn á thì sẽ book taxi qua đi cho nó gần, cho đỡ tốn tiền. Chứ mà đi taxi mà từ sân bay tới chỗ mà các bạn muốn đi thì mất tiền lắm các bạn. Ở đây người ta đang xếp hàng này, đây đứng tàu điện ngầm. Đây ta xếp hàng cũng đông ghê. Đi tàu điện ngầm thì nó nhanh hơn các bạn ơi. Đi rất là nhanh, ở dưới mặt đất. Ở dưới lòng đất mà đi rất nhanh luôn. Đông lắm các bạn ơi. Ở dưới đây tàu điện ngầm hơi đắt, nếu mà ai mà không biết thì người ta dễ đi cái đi taxi đó. Nhưng mà mình đi nay cũng có kinh nghiệm mà mình đi tàu điện ngầm cho nó đỡ. Ui. You come along, and it feels so right. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. Đang có mặt tại một ngôi đền rất là nổi tiếng ở Thái Lan. Ngôi đền này có tên là đền Erawan. Thì ở đây là một nơi rất là tâm linh, rất là nổi tiếng, mà được gọi là theo mình được biết là một nơi rất là tâm linh các bạn. Nếu như mà các bạn đến Thái Lan thì các bạn sẽ được nghe về ngôi đền này, vì có rất là nhiều chuyện tâm linh tại đây. Và có rất là nhiều du khách trên toàn thế giới họ đến đây, họ viếng thăm ngôi đền này. Mặc dù ở đây là một thờ
thờ một vị thần có tên là thần Brahma, được gọi là xuất phát từ đạo Hindu các bạn, xuất phát từ Ấn Độ. Nhưng mà có rất là nhiều người ở đạo Phật giáo họ vẫn đến đây và họ viếng vị thần này vì cái sự tâm linh, và vị thần này là luôn luôn mang lại sự may mắn và nhiều tài lộc cho họ. Cho nên là họ, nói chung là tất cả các gọi là khách du lịch họ đều đến đây họ viếng cái vị thần này các bạn. Bây giờ mình sẽ vào đây và mình cho các bạn xem bên trong ngôi đền này nha các bạn. Đây các bạn có thể thấy nè, thì là ban đêm á, mình đang đi ở đây là ban đêm, hiện tại là 6 giờ chiều rồi, nhưng mà rất là nhiều khách du lịch ở đây luôn, và họ viếng rất là nhiều các bạn, hầu như là người ra kẻ vào rất nhiều luôn. Và vị thần này là một vị thần rất là nổi tiếng. Theo mình ở đây, hôm nay mình đi ở đây là lần thứ hai mình đến đây, cũng vì mục đích là mình đi để mà trả lễ cho ngài. Vì lần trước mình đi là rất là được gọi là có duyên, và mình được thỉnh ngài về trong cái sợi dây chuyền á, cho nên là mình cảm thấy rất là may mắn. Đến đây thì mình cũng nói sơ về ngôi đền Erawan này. Thì đền Erawan là một đền thờ Hindu nổi tiếng nằm giữa ngã ba sầm uất ngay tại trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan, và được bao bọc bởi Central World, Platinum và Big C. Đền Erawan còn được gọi là đền thần Tamal Haram và được người Việt gọi là đền thờ Phật bốn mặt. Đây là nơi hầu như người Việt nào sang Bangkok cũng phải đặt chân đến nơi này vì sự linh thiêng, đó là sự cầu được ước thấy. Có nhiều người gọi đây là Phật, nhưng thực ra đây là thần tứ diện. Nếu mà đúng ra thì các bạn phải gọi là thần tứ diện chứ không phải là Phật, vì đây là một vị thần ở xuất phát từ đạo Hindu của Ấn Độ. Thần có bốn mặt, có miệng ngang ý nghĩa có lòng tốt nè, nhân từ, cảm thông và công bằng, tính theo mặt chính diện của kim đồng hồ. Mỗi khuôn mặt của tượng thì có đều đủ là mắt, tai, mũi, miệng, với tổng thể là 8 cánh tay. Mỗi cánh tay đều cầm một cái pháp ý riêng. Cụ thể là tay bắt ấn trước ngực là biểu hiện cho sự che chở, tay cầm lệnh kỳ thì biểu hiện cho vạn năng pháp lực, tay cầm Phật kinh biểu hiện cho sự trí tuệ, và tay cầm ốc lo biểu hiện cho sự phúc lành, tay cầm minh lưng thì bánh xe ánh sáng thì có biểu hiện cho sự xua tan phiền não, tay cầm quyền trượng biểu hiện cho sự công danh thành tựu, tay cầm bình nước biểu hiện cho sự đầy đủ và ấm no, và tay cầm niệm châu biểu hiện cho sự làm chủ luân hồi. Sẵn đây thì mình cũng muốn kể cho các bạn nghe về một câu chuyện ngắn về sự linh thiêng của thần tứ diện tại Thái Lan. Vào ngày 17 tháng 8 năm 2015 thì tại ngay thủ đô Bangkok, Thái Lan này, tại ngay chỗ đền thờ Erawan này, thì xảy ra một cái vụ khủng bố rất là lớn các bạn. Thì có một cái kẻ lạ mặt thì bỏ cái ba lô ngay trước đền thờ, và sau đó khoảng tầm 10 phút sau thì cái ba lô đó phát nổ, thì nó làm cho khoảng gần 100 lẻ mấy người bị thương và gần 20 mấy người chết các bạn. Và đặc biệt là ngay cái chỗ đền này thì mọi thứ nổ tung hết. Nói chung là tất cả đều tan hoang, xung quanh đều tan hoang và nổ tung hết các bạn. Và chỉ duy nhất ngay bức tượng Phật không có bị gì hết. Và duy nhất một chỗ là linh thiêng, một cái chỗ là ngay miệng thần là bị sức mẻ một tí xíu thôi. Câu chuyện sau đó thì cái việc truy lùng cái kẻ khủng bố này rất là khó khăn các bạn. Nhưng mà có một vị sư thì thần báo mộng cho cái vị sư đó, là thần có báo là trên miệng của thần đã bị sức mẻ, có nghĩa là cái hình hài của kẻ khủng bố đó các bạn. Thì mình đưa cho các bạn xem cái hình ảnh của kẻ khủng bố, thì trên cái miệng của kẻ khủng bố á, thì cũng có là cái vệt trắng trắng giống như là cái vụ đánh bom và làm sức mẻ ngay miệng của ngài đó. Vậy nên là cái điều này đã giúp cho cảnh sát của Thái Lan tìm ra thủ phạm rất là nhanh chóng các bạn. Đây thì mình cho các bạn xem là cái hình ảnh của kẻ khủng bố nè. Các bạn nhìn không? Ngay chỗ cái miệng của kẻ khủng bố là có cái vệt trắng trắng, là hai cái bộ râu, có nghĩa là vừa trắng vừa đen. Đó, và đây cái hình của thần tứ diện đây các bạn. Sau khi mà bị đánh bom là bị sức mẻ ngay cái cằm á, thì các bạn nhìn nè, có giống y như cái kẻ khủng bố không? Phát thảo y chang luôn. Thì cái điều này làm dậy sóng cả Thái Lan luôn. Thật sự là người ta rất là tin vào thần tứ diện tại Thái Lan. Và câu chuyện này được lan rộng ra khắp thế giới. Thì rất là nhiều người Phật giáo nè, Hồi giáo nè, các cái đạo giáo khác, họ cũng biết đến cái điều này. Và khi mà họ đến Thái Lan, họ du lịch á, họ đều viếng cái đền thờ Erawan này các bạn, vì sự linh thiêng của ngài, gọi là linh thiêng nhất thế giới luôn á. Mình á, thì mình có dịp đến với Thái Lan, nhưng mà năm trước á, mình cũng có duyên
và mình được biết đến Ngài. Và sau đó mình có đi chùa và mình có được thỉnh một cái sợi dây chuyền có Ngài ở trong đó. Nhưng mà sau một năm mình cũng cảm thấy có rất là nhiều điều may mắn đối với mình, và mình cũng cố gắng siêng năng làm ăn. Thì sau một năm thì mình cũng cảm thấy là cuộc sống nó nói chung là cũng khá hơn một tí xíu. Và nói chung là khi mà mình gặp khó khăn thì mình cũng có thể là rất là dễ và vượt qua. Vậy nên mình tin vào cái sự hiện diện của Ngài trong tâm của mình. Vậy nên hôm nay mình có mặt tại Thái Lan ở đây, thì mình cũng đến đây là điều thứ nhất là mình muốn trả lời cho Ngài. Cái thứ hai là ngày hôm sau mình trả lời cho Ngài xong thì mình cũng đi vòng vòng, thì mình du lịch và sau đó mình đi về các bạn. Nhưng mà mục đích chính là mình muốn đến đây và mình trả lời cho Ngài. Đây là mua lễ để mà lên viếng Ngài nè. Các bạn thấy không? Rất là nhiều người họ mua luôn. Mà trong đó anh đi ở đây người Việt Nam mình cũng rất là nhiều luôn. Và mộc lễ này thì bao gồm hoa và voi. Đó, các bạn thấy có những con voi. Những con voi dưới đây là rất là đắt tiền nha. Ở đây là khoảng tầm mười mấy ngàn bạc và 70 ngàn bạc, tương đương với gần mười mấy triệu đồng. Có con voi nhỏ thì tầm 7-8 triệu một con. Còn hoa này thì 100 bạc, 100 bạc thì nếu mà đổi ra tiền Việt là khoảng 70 ngàn. Nếu mà vòng hoa lớn á, thì có nhiều giá khác nhau nè, các bạn có thể thấy không? Đó, rất là nhiều người, hầu như là khắp trên thế giới đó các bạn, người châu Á mình và người châu Âu, châu Phi, châu Mỹ mình thấy ở đây rất là nhiều luôn. Nói chung người ra kẻ vào, người ta du lịch là người ta thường sẽ đến đây các bạn. Ngôi đền này rất là nổi tiếng ở Thái Lan. Đây các bạn thấy nè, dòng người nè. Đây là voi là người ta viếng cho Ngài nè. Các bạn thấy không? Số lượng voi nè. Voi ở trong là mắc nhất, một con voi màu vàng nó rất là nhiều tiền. Đó. Voi nhỏ, từ voi nhỏ tới voi lớn. Nếu mà người nào mà họ có lọc lớn á, thì họ mua một con voi rất là hoành tráng, mua một cặp voi luôn các bạn. Một trong những câu chuyện tâm linh nhất là câu chuyện ở khủng bố ở đây các bạn. Kẻ khủng bố ở đây là gọi là không thể trốn thoát được. Đây là một câu chuyện mà các bạn trên toàn thế giới đều, nếu mà đến đây nghe câu chuyện này thì người ta bắt không tin thì cũng phải tin các bạn. Vì không có cái chuyện ngẫu nhiên ở đây. Tiếp tục ở đây nè các bạn. Ai thì cần viếng cho Ngài á thì người ta sẽ book vé để mà múa hát cho Ngài xem. Ở đây là hầu hết là hút hút rất là nhiều khách du lịch trên toàn thế giới luôn các bạn. Vì ở đây rất là nổi tiếng. Tại là mình đang đứng tại một ngôi chợ rất là gọi là gần ngay chỗ trung tâm Central World luôn, cách khoảng tầm 4-5 cây á. Thì chợ này có tên là Chợ Fair. Ở trong đây là bán đồ ăn nè, bán đồ uống nè, bán quần áo nè, nói chung là đi bộ, gọi là con nó dạng như một con phố đi bộ ở trên Sài Gòn mình, là bán dạng đồ ăn thức uống đồ đó các bạn. Cho nên là bây giờ mình sẵn ở đây mình sẽ quay review cho bạn coi luôn nha. Đây ở cái khu này là cái quầy ăn uống nè. Khu quầy ăn uống nè, mà ăn ngoài trời vậy các bạn. Còn bên đây thì bán quần áo, nó cũng giống như cái chợ mà lúc mà mình quay cho các bạn xem á, là chợ đó, chợ về chip, cái gọi là chip market đó các bạn. Mà cái chợ này thì dạng như là nó nổi tiếng hơn, nó lớn hơn chút xíu. Thì cũng bán đồ ăn, thức uống, rồi quần áo, rồi những đồ phụ kiện. Nhưng cái chip market bên kia thì nó đặc biệt hơn là nó bán dạng như nó có làm nail nè, có massage nè. Còn ở chợ này hình như là không có, chỉ có bán quần áo rồi thôi. Trong đây mấy cái món ở đây giờ nó có món, nói chung ở đây người Việt Nam cũng nhiều lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nói chung là đi Thái Lan thì cũng dễ, các bạn đi mà có một vốn tiếng Anh tí xíu thôi thì các bạn cũng đi Thái Lan cũng dễ rồi. Tại vì Thái Lan người ta cũng biết tiếng Anh một chút, cho nên là rất là tiện nếu mà các bạn biết một chút tiếng Anh. Đây có cái chỗ này là hớt tóc nè các bạn. Hớt tóc dạng như chơi mấy cái kiểu mấy kiểu bồm ngựa rồi vẽ lên nè. Ở đây bán ba cái đồ len. Đi vô mùa này thì rất là vui. Theo mình thì bây giờ buổi ban đêm á, gọi là các bạn nhìn nè, dòng người sơ sơ thôi là đông kín luôn. Còn mà mình qua bên đây thì mình thấy người Việt cũng nhiều lắm. Người Việt đa số là qua đây là săn đồ về Việt Nam bán lại á các bạn. Rất là nhiều luôn. Này là mua cũng 800 mấy á. Anh hỏi cục này cũng 800 mấy à. Mà 15.000 mát. Cũng là made in China luôn. Cứ đi vòng đi vòng. Rồi tính kiếm cục sạc xịn, cục sạc dự phòng xịn các bạn. Bạn mua sạc dự phòng ở Thái Lan mà thấy đa số cũng ok lắm á. Gọi là thiên đường luôn các bạn. Mua đồ thì khỏi phải nói luôn. Ở đây là theo mình mấy bạn muốn ăn cái gì ăn vặt giống như chợ hồ Thị Kỷ vậy. Nhưng mà Hồ Thị Kỷ Sài Gòn thì các bạn ăn kiểu như là ăn bụi hơn, còn ở đây dạng như là có bàn có ghế á, cho nên là ăn ok lắm. Đây này các bạn nhìn nè. Ui già đã không. Mình vừa mới vô cái chỗ này có tên là khung thép. Ở đây là cái chỗ là rất là nhiều người nổi tiếng luôn à. Đang ở đây đồ ăn các bạn. Đây đồ ăn ở đây nè, có là tôm nè, cái này vị hơi cay. Cái này có vị hơi cay nhưng mà coi nè. Đó, người ta khò tại chỗ luôn, ăn luôn. Đã không? Ừ. Mấy cái này là nó vốn dĩ nó đã chín rồi các bạn. Nó đã chín rồi nhưng mà người ta khò lại kiểu như cho nóng á. Ta khò lại cho nóng á thì ăn nó sẽ ăn ngon hơn. Với lại cái phô mai này nó sẽ chảy ra. Ngon ghê chưa. Đây. Đã chưa, trong cái phần của mình là có tôm nè. Có tôm nè, phô mai nè. Rồi nghêu, mực. Một phần về là như em nãy mua nhiêu? 310 ngàn. Tính ngay tiền Việt Nam không? Tính ngay tiền Việt Nam. Việt Nam là 300 mấy, ăn con tôm. Bây giờ đồ ăn Thái Lan hơi cay nha các bạn. Đồ ăn Thái giống khẩu vị người Việt Nam mà nó chua chua cay cay ngon. Qua được không? Qua đây ăn được. Đây nghêu nè. Đó, đã chưa. Con này là con gì ta? Con này là con gì nè? Sò gì? Con sò gì mà không biết con sò gì nữa. Nó bự bự giống con hàu mà không phải con hàu. Một phần cái gì mà 310 ngàn cũng được, cũng rẻ. Tại vì có hải sản, có tôm, có mực. Đó, rồi mình kêu thêm nước nữa. Nước thì thêm 5-10 bạc gì đó. Như là coca, như là 25 bạc. Hồi nãy thấy như 25 bạc à? Không. Đúng rồi, 20 mấy bạc nữa. Cũng rẻ mà các bạn. Cũng bơi không? Có nhiều đồ ăn, mấy rất nhiều. Co bự. Ở đây người ta cũng có bán kem. Cái kem khổng lồ luôn. Ở đây cũng là kem. Ờ, kem không à.
Ở đây nó cũng giống như chợ Hồ Thị Kỷ vậy các bạn. Nhưng mà có điều là mình thấy đa số là bán đồ nướng. Với lại người ta ở đây người ta cho nhậu nữa. Bây giờ ở trời, ở trên Hồ Thị Kỷ thì không có cho nhậu. Ở đây là cho nhậu luôn, bán bia nhậu tại chỗ luôn. Mango. One mango. One mango. Ăn gì xôi các bạn, ăn kem. Có Milo nè, có Milo kìa, có Milo rồi có strawberry, dâu nè, cam, chanh. Thôi xoài đi, xoài cho ngon ha, xoài cho ngọt. Mà đây ăn là ăn ăn gia vị dâu. Ê, giống thanh thanh long quá vậy. Thanh long hả? Ờ, dâu, đúng rồi. I give you 200. Ok, đây các bạn ơi, xong xuôi rồi nè. Một dĩa bingsu. Kem bingsu. Rồi. Đây. Ăn tại chỗ luôn. Ủa, ăn mà cái gì đây? Rồi, ngon chưa? Đã chưa? Đây nhìn xoài. Ngon em. Ừ, còn cái này ngon hơn nữa. Cái này ngon hơn nữa nè. Rồi, ăn đi. Ngọt hơn nữa nè. Sao, đã không? Ừ, ngon lắm các bạn. Kem xoài tuyệt vời luôn. Ở trên đây là kem này, giống bánh kem nè. Ở đây là sữa, ở dưới đây là kem mà bà ta bào ra. Còn ở đây là xoài, xoài rồi bỏ thêm sữa nữa. Trời ơi, đã. 150 bạch, 175 bạch. Bingsu, tuyệt vời. Đi rất là xa rồi. Cái chợ này công nhận là thật sự là nếu bạn, các bạn mua theo mình nha. Quần áo thì ít hơn, nhưng mà đa số là ăn vặt là nhiều nhất. Ăn vặt là vô địch luôn. Gọi là siêu ăn vặt luôn ở trong cái chợ này. Theo mình là cái món mình ăn nãy giờ hai món là mình ăn một là món tôm nướng hồi nãy. Còn hai là cái món bingsu. Nhưng mà thật sự cái món đó nó cái món đầu tiên ăn hơi cay các bạn, ăn do bột ớt nhiều. Người Thái họ ăn cay lắm, ăn bột ớt nhiều lắm các bạn. Cho nên là ăn cái gì vô cũng cay hết á. Cái gì trong đây cũng có, hải sản, tôm, hùm, rồi cua. Nói chung là đủ thứ trên đời hết. Các bạn vô mà ai mà nghiện ăn uống mà gọi là ăn vặt á, vô đây là không bao giờ mà gọi là không bao giờ mà biết buồn luôn. Ăn là chỉ ăn cẩn thận luôn, không biết không ăn ẩu được luôn, ăn cẩn thận luôn các bạn. Ở đây người ta bán quý nè. À, làm 2 mét tại chỗ luôn. Đây, người ta làm tại chỗ luôn. Mà ở đây hình như là bằng mấy cái này cũng dạng như bằng da thường thôi, không phải là da thật. Chỉ là da simili này, bình thường người ta làm tại chỗ luôn, 2 mét. Làm xong mà dùng luôn, các bạn có thể đặt theo yêu cầu là kiểu như là gắn tên, là đóng tên lên trên đây nè. Đó, in tên mình lên trên đây là đem về làm quà tặng á. Đó là thiên đường các bạn ơi. Đây, cái tôm hùm nè. Tôm rất là to luôn. Con này chắc, nhưng mà tôm ở đây hình như là tôm nó để đông lạnh rồi. Không biết là bao nhiêu một con này, không có ghi giá, chắc theo thời giá quá các bạn. 900 bạc một cái phần to như vậy đó. 990 bạc. Đây là khoảng 700-800 ngàn một phần to như vậy. Cá tê tượng chiên xù này. Tôm này. Đó, rồi con gì nướng nè, con này nướng lạ ghê nè. Gà nướng.
Các bạn thấy không, Thái Lan thật sự là một ban đêm mà nói về các bạn, nếu mà đi hàng năm các bạn không chán được luôn. Mình đi Thái Lan này lần thứ hai rồi các bạn. Lưng điện thoại. Ở đây có bán con gì đây? Ôi hamster nè, chuột hamster nè, các bạn thấy không, đẹp quá vậy. Cái con này kêu là cái con này lạ này, mình không biết con này là con gì, con này ghét, không biết nó có cắn hay không. Ui, nhỏ xíu à, nhỏ xíu à. Con này là con gì ta, giống con sóc quá vậy, con chồn nhỏ nhỏ. Mình thấy trên TikTok là người ta hay đăng con này nên nó bay đi, nó nhảy được các bạn, nó bay được mà. Nhỏ xíu luôn. Ngộ quá, con này đã quá. Thấy con này nè, con này đẹp nè, dễ thương nè. Đây bán sinh tố nè, thấy nhiều người quay phim này, chắc là đây hot girl bán sinh tố các bạn. Đây hot girl bán sinh tố nè. À, chỉ thấy nhiều người quay phim quá. Thấy quá trời người quay phim luôn, cho nên là mình ghé vô thấy. Nói chung là khu chợ này giá nó cũng ok đó các bạn. Cũng giá như Việt Nam mình, rẻ hơn xíu nữa. Nhưng mà đồ ăn mình thấy ok, ai mà ăn cay được á, vô ăn mấy cái đồ nướng rồi đó là tuyệt vời luôn. Thì thôi mình cũng kết thúc video này nha. Hẹn các bạn vào video tiếp theo. Hẹn các bạn vào ngày mai mình sẽ kiếm những cái thứ đặc sắc và hay ho, mình sẽ quay cho các bạn coi tiếp nha. Bye bye các bạn. Bây giờ mình rút lui, mệt quá rồi. Ôi nóng quá. Bây giờ vẫn còn đông các bạn ơi.